Chào các bạn, chào cả nhà. Chào cả nhà mình. Hôm nay mình làm mình thu hoạch hẹ, hẹ nó già. Cắt hết. Cắt xác luôn cho nó mọc. Cái này nó có bọng rồi bỏ mấy cái này nó có bọng nó cứng này để mình lấy mình làm bánh. Hôm nay mình vô mình đổ bánh tráng bánh ướt. Hẹ thơm ghê. Thơm lắm cả nhà. Sáng mơ ra vườn nó mát. Mát mà nó không khí nó thấy thoải mái. Chim hót nó đã. Đậu lan. Canh cũng ngon. Mấy cây này là nó có bông mà bông hẹ. Cho nó lên lại tốt. Đã rồi chưa?
cái hẹ này của chị Dung bà cho mình, bà cho thì con chút xíu mà giờ mình trồng ra. Còn sót lại cái có bông ha. Đây cắt nó có một bên cả nhà, thấy chưa, ngon được chưa cả nhà. Bye bye các bạn, bye cả nhà mình, bye, thank you. Sáng, đậu bắp, đậu giá.